Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới vẫn kém hải quân Mỹ ở điều gì? Trong 3 thập kỷ qua, Trung Quốc luôn đạt mức tăng trưởng hai con số trong chi tiêu quốc phòng. Sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc đã cho phép nước này chi tiêu nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang. Trên thực tế, ngân sách quốc phòng đã tăng gấp 6 lần trong 6 thập kỷ qua với trọng tâm là hiện đại hóa các lực lượng tác chiến và xây dựng khả năng triển khai sức mạnh, đặc biệt là hải quân Trung Quốc. Vào cuối những năm 1970, Trung Quốc là một quốc gia tương đối nghèo và dựa vào khái niệm chiến tranh nhân dân để chống lại các cuộc chiến tranh. Các lực lượng mặt đất bao gồm quân đội và du kích sẽ bao vây và tiêu diệt lực lượng đối phương trong một cuộc chiến tiêu hao. Hải quân Trung Quốc chủ yếu là một lực lượng bảo vệ biển, hiếm khi triển khai sức mạnh quá 100 dặm từ bờ biển. Năm 1975, plan có hơn 140 tàu tên lửa, 53 tàu hộ tống, 12 kinh hạm, 11 tàu khu trục, 75 tàu ngầm và 15 tàu đổ bộ. Ngay cả khi đó, hầu hết các tàu đều đã lỗi thời, trang bị các tên lửa và cảm biến cũ hơn, khiến chúng không thể so sánh với hải quân Mỹ hoặc gần như bất kỳ lực lượng hải quân lớn nào khác. Báo cáo Phát triển An ninh và Quân sự năm 2020 của Lầu Năm Góc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết, Plan này là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, về số lượng với 350 tàu chiến hoặc các tàu có thể đóng góp vào các hoạt động chiến đấu. Số này bao gồm 86 tàu tuần tra tên lửa, 49 tàu hộ tống, 53 khinh hạm, 32 tàu khu trục, một tàu tuần dương, năm hai tàu ngầm tấn công hạt nhân và thông thường, bốn tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, năm tám tàu đổ bộ chủ lực và hai tàu sân bay, chưa kể 100 tàu của các lực lượng khác. Bốn thập kỷ qua đã tạo ra sự khác biệt to lớn cho Plan. Đội bay lớn hơn và gần như được hiện đại hóa hoàn toàn. Khinh hạm Thai 054A Giang Hải 2 ít nhiều ngang tầm với các tàu khu trục nhỏ của phương Tây, đặc biệt là các tàu châu Âu, trong khi tàu tuần dương Thai 055 Nhân Hải mới có thể là đối thủ thực sự đối với các tàu lớp Tinkonderoga cũ kỹ của Hải quân Mỹ. Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh vào năm 2012, gần đây đã hoàn thành chiếc thứ hai và hiện đang đóng chiếc thứ ba. Các tàu đổ bộ có thể chở quân qua eo biển Đài Loan ngày càng lớn hơn và có năng lực hơn. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang đầu tư vào các tàu tuần tra nhỏ hơn và tàu hộ tống hữu ích cho phòng thủ bờ biển, nhưng việc tăng cường các tàu có kích thước khu trục trở lên có thách thức hạm đội Mỹ và Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, hạm đội Trung Quốc vẫn nhỏ hơn Hải quân Mỹ ở một chỉ số quan trọng, tổng trọng tải. Tổng trọng lượng của tất cả các tàu trong Hải quân Trung Quốc là khoảng 1,8 triệu tấn, mặc dù con số đó hơi cũ và thậm chí có thể lên tới 2 triệu tấn một số yếu tố giải thích cho sự tranh lệch. Hạm đội của Trung Quốc vẫn bao gồm 140 tàu tên lửa và tàu hộ tống để phòng thủ bờ biển. Đó là các tàu tên lửa Hồ Bắc Thai 022 và tàu hộ tống Thai 056 lớp giang đảo. Mỹ bao quanh bởi các nước láng giềng thân thiện và cách xa bất cứ kẻ thù tiềm tàng nào hàng ngàn dặm, thậm chí không cần bận tâm với tàu bảo vệ bờ biển. Các tàu của Hải quân Mỹ nói chung, từ tàu ngầm đến tàu sân bay cũng thường lớn hơn các đối thủ Trung Quốc từ 10 đến 20% nhưng theo Popular Mechanics, lợi thế thực sự của Hải quân Mỹ nằm ở hàng không mẫu hạm lớn và tàu tấn công đổ bộ. Hải quân Mỹ có 11 tàu sân bay và 100.000 tấn trở lên, 9 tàu vận tải đổ bộ ở lớp và America, không bao gồm USS Paul Richard bị cháy hồi tháng 7. Trung Quốc có hai tàu sân bay khoảng 60.000 tấn và đang chế tạo tàu vận tải đổ bộ đầu tiên Thai 075. Toàn bộ hạm đội hạng thấp của Trung Quốc, lực lượng gồm 137 tàu tuần tra tên lửa và tàu hộ thống, thậm chí không ngang bằng một tàu sân bay Mỹ nào về trọng tải. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong bốn thập kỷ qua và tiếp tục bắt kịp Hải quân Mỹ. Plan đã trang bị hai tàu sân bay và có khả năng sẽ xây dựng một lực lượng từ 6 đến 8 chiếc. Điều này sẽ giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách về trọng tải. Plan gần như chắc chắn sẽ đóng thêm nhiều tàu đổ bộ Type 075 và có báo cáo về một tàu sân bay tấn công Type 076 mới. Trung Quốc đang đóng tàu nhanh đến mức báo cáo của Lầu Nam Góc thậm chí không thể theo kịp. Dữ liệu trong báo cáo mới là 8 tháng, nhưng vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã hạ thủy thêm hai tàu khu trục Thai 052D và hai tàu tuần dương Thai 055. Trung Quốc có thể không bao giờ đuổi kịp hải quân Mỹ, nền kinh tế của đất nước này dự kiến sẽ chậm lại do yếu tố nhân khẩu học và cải cách kinh tế xã hội sẽ làm giảm chi tiêu quốc phòng nhưng Trung Quốc thậm chí có thể không cần phải theo kịp tốc độ. Không giống như hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc không phải tuân theo các cam kết toàn cầu yêu cầu các tàu ở châu Âu, Trung Đông, Trung và Nam Mỹ và các nơi khác. Tương quan sức mạnh hải quân Mỹ-Trung Hải quân Trung Quốc áp đảo Mỹ về số lượng tàu chiến, nhưng thua kém về công nghệ và năng lực tác chiến. Cựu tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu Ben Hope hồi tháng 10 nhận định nhiều khả năng chiến tranh Mỹ-Trung sẽ nổ ra trong 15 năm tới. Giới chuyên gia không ngừng so sánh giữa sức mạnh của lực lượng hải quân liên tục được Trung Quốc mở rộng với vị thế bá chủ đại dương của Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai, theo Engineering. Nhằm hạn chế ảnh hưởng và lợi ích của Washington ở châu Á, Bắc Kinh đang mạnh tay đầu tư cho hải quân. Tính tới năm 2017, hải quân Trung Quốc có tổng cộng 317 tàu chiến so với 283 chiếc của Mỹ. Báo cáo của Hải quân Mỹ hồi tháng 5 nhận định Trung Quốc sẽ có khoảng 550 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2030, gấp đôi quy mô hải quân Mỹ hiện nay. Lầu năm góc đặt mục tiêu tăng số tàu chiến lên 355 chiếc vào năm 2030, nhưng mục tiêu này rất khó đạt do tình trạng cắt giảm ngân sách quốc phòng liên tục trong nhiều năm. Chuyên gia quân sự Kai Massey cho rằng, quy mô hạm đội Mỹ nhỏ hơn đối thủ, nhưng Washington vẫn chiếm ưu thế về số lượng tàu chiến cỡ lớn. Hải quân Mỹ hiện có 10 siêu tàu sân bay lớp Nimitz, gấp 5 lần số tàu sân bay trong biên chế Trung Quốc. Không chỉ lớn hơn tàu sân bay Trung Quốc, hàng không mẫu hạm Mỹ còn được trang bị lộ phản ứng hạt nhân và lượng lớn chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm cả một số tiêm kích tàng hình F-35C đang thử nghiệm. Trong khi đó, tàu sân bay Trung Quốc chỉ mang được số lượng nhỏ tiêm kích J-15. Việc không được lắp lò phản ứng hạt nhân khiến tầm hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc bị hạn chế đáng kể. Thực tế này cho thấy Mỹ vẫn chiếm ưu thế trước Trung Quốc trên các đại dương, ngay cả khi chưa tính đến uy lực của lực lượng không quân trên hạm. Hải quân Trung Quốc có tổng cộng 131 khu trục hạm và tàu hộ vệ các loại, vượt trội so với 85 tàu của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chiến hạm hai bên đều bị giới hạn bởi tầm bắn của tên lửa hành trình diệt hạm. Trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa hai cường quốc, Hải quân Mỹ nhiều khả năng sẽ sử dụng cảm biển tại các nước đồng minh như Nhật Bản và Philippines để tấn công mục tiêu giá trị cao của Hải quân Trung Quốc ở gần lại lục. Ngược lại, Hải quân Trung Quốc có thể tập kích các tiền đồn của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, phá hủy hệ thống liên lạc khiến đối thủ khó phát huy đầy đủ sức mạnh. Hải quân Trung Quốc hiện có 73 tàu ngầm, nhiều hơn một chiếc so với Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn tàu ngầm của Bắc Kinh có độ ồn cao do công nghệ lạc hậu, khiến chúng dễ bị tàu săn ngầm Mỹ phát hiện và tấn công từ xa. Dù sở hữu số lượng chiến hạm áp đảo của Hải quân Mỹ, Hải quân Trung Quốc khó lòng đạt khả năng độc lập tác chiến và hiệp đồng ngang ngửa đối phương. Để bù đáp yếu kém này, Bắc Kinh đang tận dụng tối đa chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực A2, AD. Một trong những thành phần quan trọng nhất của A2AD là tên lửa đạn đạo diệt hạm. Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới biên chế loại vũ khí này với hai mẫu tên lửa sát thủ sân bay là DF-21D và DF-26. DF-21D đạt tầm bắn 2.000 km, trong khi biến thể nâng cấp DF-26 có thể diệt mục tiêu từ khoảng 3.000 đến 4.000 km. Nhờ trang bị đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân nặng 1,8 tấn, tên lửa DF-26 có thể tấn công các mục tiêu Mỹ ở đảo Guam, đối phó mũi tấn công từ Biển Đông và đe dọa hoạt động của tàu sân bay Mỹ. Mỹ đang phát triển nhiều giải pháp đối phó mối đe dọa này như vũ khí laser và là chắn tên lửa tầm xa dựa trên hệ thống chiến đấu Aegis. Hải quân Mỹ phụ thuộc nhiều vào kết nối dữ liệu qua vệ tinh để thu thập và trao đổi thông tin nhận dạng mục tiêu, điều phối tấn công và tác chiến hiệp đồng. Trung Quốc có thể tập trung gây nhiễu mạng giữa vệ tinh liên lạc quân sự SATCOM và do thám, cũng như vô hiệu hóa, làm sai lệch hệ thống định vị toàn cầu GPS của đối phương nếu giải pháp tác chiến điện tử thất bại trung quốc có thể tính tới phương án bắn hạ khí tài không gian mỹ một số vũ khí diệt vệ tinh đang được bắc kinh hoàn thiện dự kiến đưa vào thử nghiệm và biên chế trong vài năm tới dù có số lượng lớn hơn hải quân trung quốc vẫn thua kế mỹ trong lĩnh vực công nghệ và năng lực tác chiến cuộc chiến mỹ trung sẽ khiến hai bên chịu tổn thất nặng nề về quân sự và kinh tế cũng như để lại hậu quả thảm khốc bởi cả hai đều có nguồn lực dồi dào đủ sức tham chiến trong thời gian dài cả hai nước dường như muốn tìm cách để ngăn xung đột trực diện nổ ra trong tương lai, chuyên gia Kaimansay nhấn mạnh sức mạnh quân sự Trung Quốc đang bị Mỹ thổi phồng. Mỹ chi tiêu hàng năm cho quân đội gấp 2,5 lần so với Trung Quốc. Họ sở hữu 11 nhóm tàu sân bay, một số trong đó thường xuyên tuần tra các vùng biển ngoài khơi Trung Quốc so với hai tàu sân bay trong hải quân Trung Quốc. Mỹ duy trì mạng lưới 800 căn cứ quân sự trên toàn thế giới và có các đồng minh được trang bị và huấn luyện tốt ở vùng lân cận Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Trung Quốc không có tầm hoạt động toàn cầu và không có mạng lưới liên minh như vậy. Tổng hợp lại, Mỹ và các đồng minh của họ vượt trội Trung Quốc với tỷ lệ hơn 5 trên 1. Vậy, điều đáng quan tâm là gì? Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc chỉ ra sự tiến bộ của Trung Quốc đối với các hệ thống vũ khí hạt nhân và mục tiêu tương đương với sức mạnh quân sự của Mỹ trong vòng 30 năm tới. Như Trung Quốc có chưa tới 300 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai so với khoảng 1.600 của Mỹ. Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lớn hơn nhiều so với mức cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc tấn công Mỹ và tình hình này sẽ không thay đổi ngay cả khi Trung Quốc hiện đại hóa một số yếu tố trong lực lượng hạt nhân của họ. Đối với mục tiêu ngang bằng quân sự trong vòng 30 năm, có nhiều rủi ro lớn hơn đối với Mỹ và toàn cầu trong khung thời gian này, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Những thách thức thực sự do Trung Quốc đặt ra bị che khuất bởi sự tập trung hạn hẹp của Lầu Nam Góc và sức mạnh quân sự, một lĩnh vực mà Mỹ thống trị trong mọi trường hợp và điều đó càng trở nên tồi tệ hơn bởi những lời hùng biện gây hấn của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Có nhiều điều để chỉ trích trong các chính sách của Trung Quốc. Và Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào các công nghệ thế hệ tiếp theo, những cách có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ trong những thập kỷ tới. Nhưng khởi động một cuộc chạy đua vũ trang mới với Trung Quốc sẽ không giải quyết được những thách thức này và có thể khiến chúng trở nên tồi tệ hơn, tạp chí Forbes viết. Mỹ rất cần một chính sách mới về Trung Quốc, chỉ trích Bắc Kinh khi cần thiết trong khi vẫn để lại cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Sẽ không có giải pháp khả thi nào đối với vấn đề cấp bách là biến đổi khí hậu nếu không có sự hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và trong khi cả hai quốc gia đều đã xử lý sai trong cuộc khủng hoảng Covid-19, việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu các đại dịch trong tương lai sẽ đòi hỏi cả hai quốc gia phải là những đối tác đáng tin cậy trong nỗ lực toàn cầu để giải quyết chúng thêm vào đó lợi ích tiềm tàng của việc thúc đẩy thương mại công bằng thay vì tiến hành chiến tranh thương mại và lợi ích tiềm năng của hợp tác mỹ trung trở nên rõ ràng cuối cùng chính sách tốt nhất đối với mỹ trong việc giải quyết sự trỗi dậy của trung quốc là cùng hành động bằng cách đầu tư vào giáo dục công nghệ cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và các nền tảng khác của một nền kinh tế có khả năng phục hồi đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân Việc hồi sinh nước Mỹ cũng sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện cải cách chính trị triệt đề trong các lĩnh vực tài chính, vận động tranh cử, quyền bầu cử, độc lập tư pháp và tăng cường vai trò của quốc hội so với tổng thống, thống trị về mặt chính trị. Vì vậy, khi lầu năm góc và các chuyên gia dóng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng quân sự của Trung Quốc, đừng bị phân tâm và đừng nghe những lời quảng cáo thổi phồng. Có nhiều vấn đề quan trọng hơn đang được đề cập cho mối quan hệ Mỹ-Trung và chúng ta nhận ra điều đó càng sớm thì càng tốt, Forbes nhận định.